liên quan đến vụ đề thi môn sinh học của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 bị lộ. Mới đây cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 10 tháng 6, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc khởi tố vụ án trên được cơ quan an ninh điều tra căn cứ kết quả điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Theo đó, cơ quan này đã khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị My, 59 tuổi, nguyên giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Văn Sâm, 73 tuổi, nguyên giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội. Hai ông bà Sâm và My bị khởi tố cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện quyết định và các lệnh nêu trên đối với bị can Phạm Thị My và Bùi Văn Sâm cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra làm rõ sai phạm của bị can và trách nhiệm của những người có liên quan theo quy định của pháp luật